Sao mấy hôm nay đi chợ mình cứ thấy gai gai người thế nào ấy nhỉ? Cứ như là bị vong ám ấy. Vong ở bên này thì phải. Hay ở bên này nhỉ? Đúng là có gì đó bất thường rồi. Chẳng nhẽ mấy lời đồn thổi gần đây là sự thật à? Mình phải xác minh mới được. Úi giời ơi, công nhận là khổ thân bà Bẹo thật. Bà ấy chỉ có tội béo, xấu, nóng tính thôi. Chứ thật ra lòng dạ cũng là người tốt. Thế mà... Hả? Mấy cái bà này đang bàn tán về mình thế này đấy à? Rồi cứ liệu hồn với bà Bẹo đây. Công nhận là cũng đáng thương thật. Cũng vì vun vén cho gia đình con cái, tính cũng hay làm hay làm. Ấy thế mà lại bị chồng cắm sừng. Hả? Các bà ấy nói cái gì? Ai bị cắm sừng cơ? Công nhận, nhưng để chồng đi làm ăn xa tận trên tỉnh thì sao mà quản được. Kể cả ông ấy có là người ngay thẳng, nhưng có cô này cô kia thích cứ lao vào, rồi dần dà mưa dầm thấm đất là chết đứ đừ thôi. Đúng đấy, lòng dạ đàn ông thì chẳng tin được rồi. Giờ gái bám theo á thì nó chẳng ngọt ngào dịu dàng, trong khi vợ ở nhà thì cáu kỉnh xồ xề. Hóa ra bấy lâu nay mọi người vẫn xầm xì sau lưng mình chuyện này. Thế mà chỉ có mình là không biết gì. Mình về rồi đấy à? Cơm nước cũng xong xuôi rồi, mình ăn cơm cho nóng. Ôi, hôm nay tôi mệt quá. Bà cứ ăn đi, lát nữa tôi ăn sau. Đúng là ông ấy thay đổi rồi, giờ còn chẳng muốn ngồi ăn cùng mình nữa. Chẳng nhẽ giờ mình lại hỏi thẳng ba mặt một lời luôn. Bà không ăn đi, sao còn cứ ngồi ị cái mặt ra? Đi làm về đã mệt thì chớ rồi, nhìn cái bản mặt bà lại càng chán hơn. Vậy là hết thật rồi. Ông ấy còn nói chẳng muốn nhìn mặt mình nữa. Ôi, cứ tưởng rằng mình sẽ phải cấu xé, băm vằm ông ấy ra cho hả giận. Nhưng sao lại thấy nặng nề thế này? Có lẽ không còn tình cảm thì cũng hết cách níu kéo rồi hay sao? Hôm nay bà làm sao thế? Hết thật rồi. Không ngờ bao nhiêu năm bên nhau đồng cam cộng khổ, giờ ông ấy cũng đã thay lòng đổi dạ. Nhưng nhỡ đâu mọi người trong làng nhầm thì sao nhỉ? Mình không tin chồng mình là người tệ bạc như vậy. Nhưng không có lửa thì làm sao có khói? Chắc chắn là mình đã mất chồng rồi. Không, mình không thể để chuyện này xảy ra được. Còn nước là còn tát. Nhưng chẳng biết tát thế nào bây giờ. Mình vừa béo, vừa xấu, vừa cộc cằn. Sao mà dịu dàng ngọt ngào như mấy đứa ống nghẹo trên tỉnh được. Nhưng dù sao, mình cũng phải làm cho rõ việc này mới được. Đúng rồi, được rồi. Để bức thư từ biệt ở đây thì chỉ cần vào nhà một cái là ông ấy sẽ nhìn thấy ngay. Giờ mình sẽ trốn vào gầm giường, ở kia có góc quan sát tốt. Mình sẽ thấy hết được thái độ của lão ấy thế nào khi xem thư từ biệt của mình. Mình ơi, mình. Hôm nay bà ấy đi đâu rồi thế nhở? Sao nhà cửa vắng hoe thế này? Bà Bẹo ơi, cái gì đây? Ai lại để thư gì ở đây vậy nhỉ? Mở ra xem thế nào. Thư của bà ấy à? Xem bà ấy viết gì đây. Mình à, tôi biết rằng tôi là một người vợ chưa tốt, đã không xinh như hoa, tính tình lại cộc cằn khó chịu. Cái bà này viết gì mà đúng thế này? Tôi cũng biết là gần đây mình đã thay đổi, tình cảm vợ chồng đã không còn nguyên vẹn như xưa. Nhưng mình yên tâm, tôi sẽ không làm khó mình đâu. Nếu mình thật sự tìm được người yêu thương mình hơn tôi rồi, thì tôi sẵn sàng lùi lại phía sau để mình được hạnh phúc. Mình hãy cứ đi theo tiếng gọi của trái tim mình đi, đừng lo nghĩ gì cho tôi cả.
Ôi, hóa ra là vợ mình đã biết cả rồi. Nhưng thật may là bà vợ già cáu kỉnh ấy đã tự giác buông tha cho mình. Thì ra là thế. Thế này thì mình được tự do đến với tình yêu đích thực của mình rồi. Nhưng mình cũng không thể cạn tình giáo máng được. Phải viết lại cho bà ấy một lá thư cảm ơn bà ấy đã hiểu chuyện mới được. Sau đó tha hồ được tự do. Thế là hết thật rồi. Viết thư xong rồi, tự do ơi, ta đến với người đây. Vậy là người làng nói đúng cả, ông ấy đã có người khác. Được lắm, ông dám phản bội tôi à? Trong khi tôi hy sinh cho ông, cho cái gia đình này, thế mà ông tưởng là đi làm ăn, hóa ra là đi hú há hú hí với đứa khác. Phen này thì tôi xử ông nát xác, đừng hòng yên được với tôi. Nhưng xử xong cũng để làm gì cơ chứ? Dù gì ông ấy cũng đâu có còn mình trong trái tim nữa đâu. À đúng rồi, xem ông ấy viết lại lời gì cho mình. Đâu đâu, lá thư ông ấy viết đâu? Mình à, đúng là tính mình cộc cằn, đã thế lại mập mạp ục ịch. Nhưng với tôi, mình là người vợ tốt nhất, biết bun bén cho gia đình. Mình càng mập bao nhiêu, tôi càng yêu thương mình bấy nhiêu. Ông ấy viết cái gì thế này? Mình yên tâm, tôi lên tỉnh là để làm việc, để cùng mình bun bén cho gia đình. Không bao giờ có chuyện tôi lén phén với ai cả. Mình đừng nghĩ ngợi lung tung, phải tội cho tôi, lại mệt thêm cho mình. Hơn nữa, mình to như thế, đừng chui gầm giường làm gì nữa. Vừa khó thở lại bụi bặm chật trội. Cái chân của mình vẫn còn thò ra kìa. Tôi thấy rồi. Với cả, tôi biết mình vẫn thương tôi, nên mới khóc to như vậy. Hả? Thì ra là ông ấy biết mình núp ở gầm giường, lại còn nghe được cả tiếng mình khóc à? Chết thật! Mình ra ngoài rồi nghỉ ngơi, thả lỏng đầu óc, đừng nghĩ linh tinh nữa. Tôi chạy ra chợ mua cái chân giò về. Hôm nay tôi sẽ làm món giả cầy mà mình thích cho mình và con nhá. Thì ra là thế. Thế mà mình cứ tưởng đang định đọc thư xong thì lão ấy về, mình sẽ xé xác lão ấy ra. Ai ngờ chồng mình cũng tâm lý, dễ thương ghê. Dạo này buôn bán ế ẩm quá, khách cứ đi đâu hết đấy. Úng bà la, đốt vía, đốt van, đốt gan, đốt ruột. Vía lành thì ở, vía dữ thì đi, úng bà la. Đốt vía cũng không ăn thua, cũng chỉ tại giá cả leo thang. Từ cân cá, cân bún đến rau cỏ, cái gì cũng tăng giá. Mình không tăng giá bát bún thì không có lãi, mà tăng thì không có khách. Phải làm sao đây? Không ổn rồi, không ổn rồi. À, có cách rồi, phải thử mới được. Mẹ ơi, có cơm chưa ạ? Con đói quá. Nay con được nghỉ học thì dậy phụ mẹ dọn dẹp quét nhà đi, đừng có bày bừa. Thì mẹ cứ từ từ, sáng ra đã bắt con làm, phải cho con ăn cơm đã chứ. Thơm quá. Mẹ ơi, con thèm bún cá, cho con ăn một bát nhá. Không được, bún cá là để mẹ bán cho khách, con ăn bún thịt để đi. Bún cá cơ, hôm qua mẹ đã không cho con ăn rồi. À, đau con. Đừng có lèo nhèo, không ăn bún thịt thì vào bếp ăn cơm nguội, nhanh lên. Mẹ này, ghét mẹ. Bà chủ, cho bát bún nhá. Có ngay. Cho hai bát bún cá nào. Dạ, hai bác ngồi đi, có ngay đây ạ. Bún cá bà bẹo vẫn ngon như ngày nào, giờ không tăng giá nữa, tuyệt thật. Công nhận, tôi ghét nhất là miếng chả cá giòn ngậy, không kém gì bún cá trên huyện.
cũng đúng. Nhưng mà nước dùng đậm đà mới quan trọng, chứ mấy hàng khác á, ăn cứ lèo phèo nhạt nhẽo. Bún đi đằng bún, cá đi đằng cá, nó không quyện vào nhau. Miếng chả cá trong mắt bún hôm nay có vị hơi lạ ông ạ. Lạ làm sao? Tôi kết nhất chả cá bún bà Bẹo đấy. Tôi ăn thấy vẫn thơm ngon mà. Thế à? Chắc hôm nay có vấn đề. Có khi quả uống nhiều rượu quá nay nhạt mồm. Mình tỉnh lắm, đâu có làm ẩu hết, vẫn ngon mà các thượng đế. Úi, bún mình không tăng giá nữa, quán lại đông ngay. May mà mình nhanh trí, đúng là cái khó ló cái khôn. Này Dần, đi làm bát bún cá bà Bẹo đi. Lại bún cá à? Thôi tôi không ăn đâu. Hôm qua ăn xong về té re 3-4 lần. Tôi ăn có làm sao đâu. Chắc bụng ông làm sao ấy chứ. Thế á, hôm qua ông ăn bún thấy ngon không? Bát của tôi á, còn có miếng cá vừa mặn vừa có mùi cơ. Chắc mồm ông sao ấy chứ. Hôm qua tôi ăn ngon lành, húp sạch cả nước. Còn định làm bát nữa cho đỡ thòm thèm. Ông không thấy à? Chắc là bà ấy làm không đều tay. Tôi đen, dính phải bát không ngon. Ui già ơi, bún bà Bẹo rẻ nhất cái làng này. Thế là ngon rồi. Thôi, thế ông xấu bụng thì ăn cái khác đi. Tôi đi ăn một mình. Mày ơi, bún cá bà Bẹo lại không tăng giá nữa rồi. Thế á, thế thì vào ăn nhanh kẻo hết. Bún cá bà Bẹo ngon cứ gọi là hết nước chấm. Mà lại rẻ nữa, thì ủng hộ dai dai. Bà Bẹo ơi. Ơi, bác đấy à? Nãy bác ăn gì tôi làm? À, tôi muốn nói với bà chuyện này. Chuyện gì? Chuyện gì thì cũng phải ăn đã. Bác ăn gì? Bún cá nhá. À không, cho tôi cái bánh bao thôi. Mọi hôm bác thích bún cá nhất cơ mà. Thì nay tôi hơi no. Thế đợi tôi tí. Mẹ ơi, sao nhà mình có mùi cá chết hay sao ấy? Mùi cứ tanh tanh thối thối ấy. Cá đâu mà cá. Chắc con mèo lại bới rác ra đấy. Không, con ngửi rõ là mùi cá mà. Khiếp, tanh nô mũi. Con có thôi đi không? Thôi lên đồng buộc trâu. Vâng. Thế này mà kêu mùi, chẳng mùi tí nào. May mình nghĩ ra cách này, tiết kiệm được khối tiền. Trông thế này á, nhưng thêm gia vị vào là lại thơm phức. Mà không phải bát nào mình cũng cho cá ươn. Bát thì có, bát thì không, trộn lẫn vào nhau. Có mà bố khách cũng không biết đằng nào mà lần. Mình thật là thông minh. Giờ á, khách cứ gọi là đông nườm nượp, chẳng mấy mà lại tậu được nhà mới chứ. Có mua bánh chuối cho con không? Cha quên mất. Dạo này có tuổi nên lú lẫn quá. Không sao cha, nhưng hình như cha có chuyện gì khó nói ạ. Sao con biết? Con là con của cha mà. Đúng là dò sông, dò biển, dò người. Biết đâu được bụng lái buôn mà dò. Các cụ nói cấm có sai. Cha đang nói đến ai buôn bán ạ? Chuyện là hôm qua cha gặp bà Bẹo làng mình ở chợ cá làng bên. Cá này tươi ngon chắc thịt, đem về kho thì thằng bé Hồng Xiêm thích lắm đây. Này, cá kia đâu? Đây, cá thối của bà cả. Ê, bà nói bé bé cái mồm chứ. Làm gì mà phải bé mồm, mà bà lấy cá này về làm gì? À, tôi lấy về nấu cám cho lợn ấy mà. Dạo này lợn gầy quá, mãi chưa xuất chuồng được. Quái, nhà bà Bẹo làm gì có lợn, tự nhiên lấy cá thối về làm gì, bẩn nhà. Ý cha là cha nghi ngờ cô Bẹo lấy cá thối về để bán bún ạ? Con nghĩ chắc không phải đâu. Việc gì cô ấy phải làm thế? Mới đầu cha thấy khó hiểu, không biết bà ấy lấy cá đó về làm gì. Cho đến sáng nay, cha sang ăn bún. Cha nghe được thằng bé mít mật đòi ăn bún cá,
nhưng nhất định bà ấy không cho nó ăn. Bắt nó ăn bún thịt, thằng bé mít mật còn kêu trong bếp có mùi thối, mùi tanh. Có lẽ nào cô Bẹo lấy cá thối để bán ạ? Con nghĩ xem có cách gì xác thực lại chuyện này không. Chứ cha con mình nghĩ oan cho bà ấy thì cũng tội. Mà tính bà ấy nóng như lửa, nếu cha nói ra sẽ bị chửi ngay, rồi lại mất đoàn kết làng xóm. Mà không nói thì bức xúc không chịu được. Nếu đúng là cô Bẹo làm chuyện đó thì sức khỏe của rất nhiều người sẽ bị ảnh hưởng. Để con làm rõ chuyện này. Bún đây, cháu ăn đi. Cháu xin cô. Mí Mật ơi, ra đây tớ bảo này. Ôi, gì đấy? Tự nhiên tớ no quá. Lỡ gọi bún cá rồi mà không ăn, cậu ăn hộ tớ. Ui, bún cá đúng món tủ rồi. Đây, cậu ăn đi. Mí Mật, không được ăn chanh của khách. Vào nhặt rau đi. À, ui, đau. Mẹ sao thế? Hồng Xiêm là bạn con chứ khách nào. Bình thường con vẫn ăn cùng nó mà. Bạn con nhưng là khách của mẹ. Còn nhố nhăng nữa là ăn vả đấy nhá. Nhưng mà Hồng Xiêm cho con ăn mà. Nói một là một, hai là hai. Cấm có chả treo, đi vào nhà. Cô ơi, cháu gọi bát bún cá mà no quá. Cô cứ cho Mít Mật ăn đi ạ. Cháu vẫn trả tiền mà. Không được, cô bán hàng là không thích lôm côm. Giờ thì mình chắc chắn vụ cá thối Trang nghi ngờ là đúng. Cô ơi là cô, trước đây cô nấu ăn sạch sẽ và có tâm bao nhiêu. Giờ thì... Hồng Xiêm, mà rõ ràng nãy cháu bảo cháu đang đói, sao giờ lại kêu no? Bún nguội hết rồi. À, cháu tự nhiên đau bụng. À, ui, cháu về đã cô nhá, cháu trả tiền ạ. Chưa ăn được miếng nào đã đau bụng. Thế thì không phải do bún cá nhà mình rồi. Bà Bẹo ơi. Cô Bẹo ơi, cha con cháu đến ăn bún ạ. Ôi, chào hai cha con. Hồng Xiêm, cháu hết đau bụng rồi à? Vâng ạ, cháu vừa giải quyết xong bụng lại xẹp lép rồi ạ. Thằng bé này chỉ được cái ham ăn. Bà cho tôi hai cái bánh bao với một bát bún thịt nhá. Vâng, đợi tí ạ. Bà cho tôi gửi tiền. Của cha con là 3 đồng ạ. Tiền 3 đồng này bà cho tôi nợ nhá. Thế làm sao? Bác có 3 đồng mà còn nợ làm gì? Thì để tôi về lấy tiền trả. Ui dào, bác cứ vẽ chuyện. Cứ đưa tôi 3 đồng ấy. Tiền này với tiền ở nhà thì khác gì nhau. Vâng. Bà Bẹo ơi. Bác lái đò. Tối rồi, bác đến đây làm gì thế? Tôi có chuyện muốn nói. Bác nói đi. Thật ra, sáng nay 3 đồng tôi đưa cho bà là tiền giả. Tiền giả? Đúng đấy. Đây, tôi trả bà 3 đồng tiền thật này. Bác lái đò, sao bác lại... Thật ra, 3 đồng tiền giả này là của một vị khách uống nước trả cho tôi. Ông ta đưa tiền rồi đi luôn. Đến lúc tôi phát hiện ra đó là tiền giả thì không tìm thấy ông ấy nữa. Tôi bực mình vì bị lừa nên đã đến nhà bà ăn sáng để tống khứ 3 đồng kia đi. Hóa ra lúc sáng bác đưa tiền cứ ngập ngừng mãi là vì thế à? Tôi cứ nghĩ trả cho bà xong là nhẹ lòng. Nhưng mà nghĩ đến công sức bà làm bánh bao rồi nấu bún cực khổ, thứ nhận lại là những đồng tiền giả, tôi lại thấy không đành lòng. Suốt từ sáng đến giờ tôi vừa áy náy vừa thấy có lỗi, nên quyết định sang đây xin lỗi bà. Ôi, tôi xin, cảm ơn bác. Tôi cũng nghĩ rồi, sống mở đời không nên gian dối bà. Chúng ta hãy sống tốt, sống có ý nghĩa, không làm việc xấu để tích đức cho đời con đời cháu sau này. Cổ nhân chẳng có câu ao sâu tốt cá, độc dạ khốn thân. Quả báo đến ngay tức thì đấy bà. Dạ vâng. Tôi xin lỗi bà lần nữa nhá. Sống tốt để tích đức cho đời con đời cháu. Sống gian dối, sớm muộn gì thì cũng sẽ bị trừng phạt. Thế mà mình chỉ nghĩ cho bản thân, làm ăn không có tâm, vì tham mấy đồng bạc mà gây hại cho sức khỏe mọi người, thì có đáng không nhỉ? Tự nhiên mình thấy xấu xa thế. Thôi, mình vứt hết số cá thiêu kia đi. Từ giờ trở đi, lại bán bún sạch sẽ như trước vậy. À này, tiện bà cho tôi bát bún cá nhá.
Bún cá, nay tôi không bán bún cá nữa. Sao thế? Tôi thấy trong bếp còn nhiều mà. À, không, số bún cá đấy là tôi định cho lợn ăn. Để tôi làm cho bác bát bún thịt nhá. Ờ, vâng. Cô ơi, bán cho tôi 2 cân cá. Cá nào loại tươi ấy? Ờ, chị Bẹo đây à? Thế này có lấy cá ươm cho lợn không? Không, tôi bán lợn rồi. Từ giờ tôi chỉ lấy cá tươi thôi nhá. Cá tươi phải nấu bún mới ngon. Cha nhìn kìa, cô Bẹo thay đổi thật rồi. Kế của con đúng là thông minh. Nay con thích ăn gì, cha sẽ chiều tất. Thật không cha? Thật. Thế thì con muốn ăn 5 cái bánh rán và về nhà cô Bẹo ăn bún cá. Được. Con muốn thế nào, cha cũng chiều. Hoan hô cha. Ôi, thế á? Hóa ra bà Năm bị chồng đánh cho sưng mặt à? Bảo sao mấy hôm tôi gọi sang đây buôn chuyện thì đứa con cứ bảo mẹ cháu đi vắng. Đúng đàn ông là những niềm đau mà. Ừ đấy, tôi thấy người ta đồn là đánh lâu rồi mà bà ấy cứ chịu đựng, bảo là vì con. Ôi dào ơi, chồng tôi mà như thế thì phát một, tôi lót lá chuối cho về nơi sản xuất luôn. Mà này, còn chuyện nhà bà Tám nữa, bà nghe chưa? Chưa, chuyện gì thế? Chồng bà Tám nghe nói là cặp kè với con hến làng bên đấy. Ôi đúng rồi, sao bà biết? Thì hàng xóm bà Tám kể cho tôi mà. Ừ, tôi cũng thế. Bà ấy còn bảo là chuyện bí mật chỉ tôi với bà ấy biết thôi. Bà ấy cũng nói với tôi như thế đấy. Tôi cũng giữ kín lắm, chỉ kể cho mỗi mấy bà bạn cuối làng nghe thôi. Ai ngờ giờ cả làng biết. Chồng bà Tám xấu xa như thế mà bà ấy cũng chịu được nhở? Chẳng thế, trước các cụ thì không nói, nhưng bây giờ là cứ phải đứng lên đấu tranh mạnh mẽ. Phụ nữ sinh ra đã yếu đuối, mỏng manh, đàn ông phải biết nhường nhịn yêu thương chứ. Lại nghĩ cảnh nhà mình. Cái lão chồng tôi thì không vũ phu, không gái gú, nhưng mà ù lì, chậm chạp, còn lười lắm bà. Đi làm về là cứ nằm ươn ra, chẳng biết giúp vợ gì cả. Thế à? Ừ, vợ thì làm quần quật cả ngày, chồng về cứ thế vắt chân chữ ngũ, huýt sáo rồi ngủ khò khò luôn. Chán chẳng buồn nói. Chưa hết nhá, dạy con cũng không biết dạy. Khâu vá thì vụng thối vụng lồi. Cuối cùng việc gì cũng đến tay tôi. Còn cái lão phú ông nhà tôi thì vô tâm lắm. Ui giời ạ, ra ngoài thì lèo mép, cứ xoèn xoét. Còn về nhà thì cắm ca cắm cẩu, chẳng nói với vợ được câu nào tình cảm cả. Suốt ngày chăm bẵm mấy con chim ấy. Cánh đàn ông đúng là chẳng được tích sự gì, toàn là thủng rỗng kêu to. Trong khi phụ nữ vừa phải sinh đẻ, vừa phải vất vả lo toàn đủ thứ. Đúng thế, mà phụ nữ chúng mình toàn là người giỏi việc nước đảm việc nhà. Có cái gì đàn ông làm được mà phụ nữ không làm được đâu. Đúng, phụ nữ là số 1. Thế nên mới có câu 3 đồng một mớ đàn ông, đem bỏ vào lồng cho kiến nó tha. 300 một mụ đàn bà, mua về mà trải chiếu hoa cho ngồi. Ôi thôi chết, mãi buôn chuyện với bà mà tôi quên mất. Sáng nay quan huyện thông báo là đến phát cốm miễn phí cho làng mình đấy. Ồ, sao tự nhiên lại phát cốm? Nghe đâu quan phát cho các sư thầy ở chùa gần đây, nhưng còn thừa nhiều nên phát cho cả làng mình nữa. Mà số lượng có hạn thôi. Mãi nói chuyện quên bén đi mất. Đi mau còn kịp. Đi không hết phần. Tiếc thế, mình giao muộn quá. Nói chuyện cuốn quá, không có dứt ra được bà nhé. Ôi, sắp trưa rồi, nóng quá đi mất. Xếp hàng như thế này thì đến bao giờ? Tôi cũng chẳng biết nữa. Mà đàn ông đàn an kiểu gì, người ta phát cơm miễn phí cũng đến nhận. Đúng là buồn cười. Công nhận, mấy cái suất miễn phí này chủ yếu người ta ưu tiên cho phụ nữ. Đàn ông sức dài vai rộng cũng chen lấn cho bằng được. Chào ông. Ông cũng rảnh thật đấy, có thời gian ra đây xếp hàng nhận đồ miễn phí cơ. À, chẳng mấy khi quan phát cốm, tôi đi làm về sớm nên tranh thủ. Đàn ông sức dài vai rộng thì phải chuyên tâm vào làm công to việc lớn, chứ ai lại đứng đây xếp hàng bao giờ. Mà ông đứng trước phụ nữ, ông không thấy ngại à? Ồ, ngại gì, tôi còn không biết hai bà đứng sau tôi lúc nào ấy.
Thế giờ biết rồi thì làm sao? Làm sao là làm sao? Thế thì tôi lại phải dạy cho cánh đàn ông các ông đạo lý làm người rồi. Phải biết yêu thương, bảo vệ, nhường nhịn phụ nữ. Bà nói đạo lý gì mà lạ thế? Nhường nhịn cũng tùy lúc thôi chứ. Các cụ có câu, không biết nhường phụ nữ là không đáng mặt đàn ông. Tóm lại, mấy ông biết ý thì nhường cho chúng tôi xếp hàng trước đi. Ơ, mấy bà, kiểu gì cũng nói được, nói ngang như cùa, biện chuyện thì thôi rồi. Ơ, cái ông kia, đừng có xúc phạm phụ nữ nhá. Sống văn minh, bình đẳng lên. Đúng là cái đồ mặc váy, chỉ giỏi hơn thua với phụ nữ. Ô hay, tôi đã nói gì xúc phạm bà chưa? Bà chửi tôi được, thì tôi cũng chửi bà được. Ông về lấy cái váy của vợ mà mặc vào. Thôi thôi bác ạ, tốt nhất đừng cãi nhau với mấy bà ấy. Nhường đi cho xong chuyện, chứ tôi đau hết cả đầu rồi. Chết này, tôi thắng rồi. Ừ, lại thắng, cậu chơi ăn gian. Điều nào, tớ chơi ăn gian bao giờ? Tớ không biết, tóm lại là tại cậu. Tại tớ giỏi à? À, ý Na là mít mật chơi kiểu gì mà toàn thắng. Ít nhất cũng phải để cho Na thắng một lần chứ. Ô, còn lâu nhá. Bạn với bè, chẳng biết nhường nhau. Cắt xích các cậu, tớ về đây. Ô Na, về sớm thế. Tụi con gái lạ thật đấy. Chơi thắng thì lên mặt, chê con trai tụi mình kém cỏi. Chơi thua thì xị mặt, giận dỗi bảo mình không nhường. Kiểu nó phải thế. Thì khác gì nhà tớ đâu. Mẹ tớ lúc nào cũng cho phụ nữ là nhất. Dạo này á, mẹ hay ngồi lê đôi mách nói xấu cha tớ, chê cha đủ kiểu. Cứ mỗi lần cha đi làm về là mẹ lại ca bài ca công bằng mọi việc. Mà lạ lắm nhá, cha làm cái gì mẹ cũng chê bai, mà không làm thì kêu lười. Mẹ suốt ngày chửi mắng cha, nhưng lại bảo cha không bao giờ nói lời yêu thương mẹ. Chuẩn luôn, cha tớ đi vác gỗ từ sáng sớm đến tối mịt. Vừa về mẹ đã kêu phụ mẹ nấu cơm. Nhà tớ việc nhẹ thì mẹ bảo cha phải làm đỡ mẹ, việc nặng thì bảo đó là việc của đàn ông. Cãi nhau mà đuối lý quá thì mẹ lại thách cha là tôi đố ông đẻ được đấy. Đẻ được thì hãy lên mặt với tôi. Mẹ cậu y chang mẹ tớ, bảo sao hai bà hay buôn chuyện với nhau. Mà hôm vừa rồi tớ thấy Phú bà với cô Bẹo cãi nhau với bà Năm bà Tám ở đầu làng đấy. Có chuyện gì thế? À, nhà bà Tám do mẹ tớ tuyên truyền chồng bà ấy ngoại tình với cô Hến. Mà có phải đâu, cô Hến là em họ ông ấy mà, thế là cãi nhau. Ui giời ơi, còn chuyện bà Năm á, mẹ tớ với Phú bà chẳng biết nghe ở đâu tin bà ấy bị chồng đánh sưng mặt, rồi nói cho cả làng biết. Bà Năm đến đính chính là do bà ấy bị sưng mộng răng nên mặt phù lên thôi. Chồng bà ấy đến to tiếng, mẹ tớ cãi không được, lại lôi bài ca đàn ông hay chấp nhặt nạt nộ phụ nữ. Phú bà với cô Bẹo đúng là lắm chuyện nhất làng này. Hồng Xiêm này, cậu có cách gì để mẹ tớ bớt bắt nạt cha đi không? Chứ tớ là con mà còn thấy mẹ tớ đành hành quá. Sợ cha không chịu được lại bỏ đi thì toang. Đúng rồi, Hồng Xiêm nghĩ cách gì giúp cả nhà tớ đi. Mẹ với cha suốt ngày cãi nhau, mẹ tớ còn tính bỏ về nhà ngoại nữa cơ. Phú bà với cô Bẹo cái gì cũng cho phụ nữ là nhất, rồi lấy cớ đành hành với mọi người. À, mình nghĩ ra rồi. Này các cậu, thế thì các cậu rủ cha đến quán nhà tớ uống nước đi. Này cha tớ ở nhà đấy. Để làm gì? Các cậu cứ rủ đi thì biết. Phụ nữ cần được nhường nhịn yêu thương là đúng, nhưng Phú bà và bà Bẹo với miệng lưỡi của mình thì đã nâng tầm điều đó lên một tầm cao mới. Hai bà thường xuyên đành hành, bắt nạt chồng con và những người xung quanh. Hai bà cho rằng phụ nữ phải là nhất, khiến ai nấy đều khó chịu. Liệu Hồng Xiêm có cách nào để trị thói đành hành của Phú bà và bà Bẹo hay không? Mời các bạn theo dõi ở tập sau. Với cái lý phụ nữ phải là nhất, Phú bà và bà Bẹo tác oai tác quái, bắt nạt chồng con và xóm làng. Dân làng cũng biết tiếng hai bà đành hành, mồm năm miệng mười, nên cũng không ai dám dây. Hồng Xiêm biết được chuyện của Phú bà và bà Bẹo qua lời kể của Xoài và Mít Mật. Cậu liền bày cho Phú ông và chồng bà Bẹo trị thói đành hành của hai bà. Nhưng liệu có thành công không? Bà Bẹo đâu rồi? Phú bà đấy à? Bà đi ăn sáng muộn thế.
quán tôi hết bún rồi. Thì biết là hết bún tôi mới đến tìm bà chứ. Ra đây tôi bảo. Thế không phải bà đến ăn bún à? Hay là có chuyện gì nóng hổi đấy hả? Nóng hổi? Đúng là nóng hổi luôn bà. Thế á? Chuyện gì? Kể nhanh nhanh tôi nghe. Làng bên mới có quán ốc bà Sử, bà biết chưa? Ngon á, cứ gọi là hết nước chấm. Ờ thì cũng nghe giang hồ đồn là ngon lắm, mà chưa có dịp ăn thử. Thế quán đấy làm sao? Chẳng sao cả. Tôi qua rủ bà sang ăn thử thôi. Căn đúng lúc quán bà hết bún. Chuẩn quá còn gì. Ôi dạ ơi, tôi lại tưởng bà hóng hớt được chuyện gì. Như kiểu quán ông Chín bán bò nướng mà có cả gân bò ngoe nguẩy ấy. Thôi đi nhanh kẻo hết. Đi thôi. Này, lão phu ông nhà tôi với chồng bà có chuyện gì mà rôm rả thế nhỉ? Ôi dào ơi, mấy lão đấy thì có chuyện gì ngoài chuyện nhậu, quan tâm làm đếch gì, đi nhanh lên bà. Giời ạ, ăn ốc mà cũng phải xếp hàng cơ à? Tôi cũng không nghĩ là đông thế. Mà đợi thế này á, bao giờ mới đến lượt mình? Tới lượt có khi cũng hết rồi chứ. Ừ, mà tôi chạy bún từ sáng đói bụng lắm rồi đây này. Đợi cả đống người thế này, hạ đường huyết ngất xỉu mất. Để tôi. Chẳng hiểu sao đàn ông đàn an mà cũng đi ăn ốc. Ờ, đàn ông ăn ốc thì sao? Tôi thích thì tôi ăn, chuyện của bà. Phải, muốn ăn gì là chuyện của ông. Nhưng thấy phụ nữ chân yếu tay mềm mà không nhường thì không đáng mặt đàn ông. Ôi giời ơi, trông bà chân yếu tay mềm quá cơ ấy. Bảo trẻ đẹp gì thì tôi còn nhường, chứ bà thì tôi chịu, muốn ăn thì xếp hàng. Này, ông nói thế là xúc phạm tôi đấy nhá. Đàn ông mà soi mói so đo với phụ nữ à? Phải rồi, chúng tôi thế nào cũng vẫn là phụ nữ nhá. Ông cho mồm miệng đi chơi hơi xa rồi đấy. Tôi mà gọi chồng tôi ra đây là ông không còn răng mà ăn cháo đâu nhá. À, hai mụ này ở đâu đến đây mà lớn tiếng nhỉ? Bà có giỏi thì gọi chồng bà ra đây. Ông có giỏi thì ông động vào tôi xem. Bà có giỏi thì bà gọi chồng bà đi. Ông động vào tôi thử xem. Ông động vào tôi xem. Bà gọi chồng bà đi. Thôi, gớm các người. Đi ăn mà cứ như là đi đánh trận ấy. Phải đấy, nhức hết cả đầu. Tôi nghe nói hai bà này bên làng Hạ cũng tảnh hành lắm. Thôi tôi nhường cho hai bà lên trước đấy. Đây, tôi cũng nhường của hai bà cả. Ơ, sao lại thế? Việc gì phải nhường hả bà? Mình là người làng thượng, mình phải rộng lượng cho người ta hiểu bác ạ. Đúng đấy, tôi nhường hai bà. Nay tôi cũng hết hứng ăn rồi. Không ăn hôm nay thì ăn hôm khác cũng được. Đấy, cái ông này là không hiểu chuyện này. Cứ ngoan ngoãn ngay từ đầu thế có phải là tốt không? Tôi với bà phải gọi là song kiếm hợp bích. Mấy hôm nữa đi xem hội, tôi với bà phải thật chỉn chu, phải thật đẹp cho mấy con mụ làng mình lắc mắt. Đúng thế, tôi dù gì cũng là phú bà, nhà giàu nhất cái làng này, không thể để người ta khinh được. Mà này, bà có thấy dạo này chồng tôi với chồng bà tự nhiên thân nhau lạ kỳ không? Trước hai lão ấy làm gì thế? Này, hay là hai lão ấy đang có âm mưu gì? Âm mưu gì? Âm mưu nói xấu vợ rồi lật đổ chị em phụ nữ ấy. Chắc là không dám đâu. Hôm nay hai ông ấy đã biết lối, nhận nhiệm vụ đi mua áo cho tôi với bà. Tức là bắt đầu biết sợ phụ nữ rồi đấy. Ơi, hai ông đã về rồi. Áo của chúng tôi đâu? Áo bị mua hết rồi. Hả? Làm sao mà hết được? Có đúng các ông đi mua áo không đấy? Hay là lại nói dối rồi đi chơi? Ông kia, ông nói xem nào, tại sao lại hết áo? Chuyện là thế này, tôi với phú ông đến tiệm may nhà bà Mười, rồi xếp hàng đợi đến lượt mua. Chuẩn bị đến lượt chúng tôi, thì không biết ở đâu, một đám phụ nữ chạy vào chen chúc lên trước, rồi mua hết sạch áo. Thế tại sao hai ông không chen lên trước bọn họ? Rõ ràng hai người đến trước cơ mà. Ôi, có chen vào mắt, họ đi một nhóm đông lắm, rồi bắt chúng tôi phải nhường phụ nữ. Chúng tôi không nhường, thì họ lườm nguyết, ra chuyện đàn ông bắt nạt phụ nữ. Đúng rồi đấy, chúng tôi bị mắng té tát nên ngậm ngùi xếp sau bọn họ. Cuối cùng đến lượt thì không còn một cái áo nào hết. Đúng là mấy con mụ vô duyên. Để bà mà biết thì bà chửi từng đứa một. Dám bắt nạt chồng bà.
Thế là xong, không có áo mới mặc rồi. Này, các ông có nhớ mặt mấy mụ trên hàng không? Dẫn tôi lên tôi chửi cho một trận. Người đâu mà tham lam xấu xa. Họ là phụ nữ thì phải nhường chứ. Mà tôi nhớ không nhầm, hôm trước hai bà cũng chen ngang bất chấp xếp hàng để nhận cốm đúng không? Sao các ông biết? Cả cái làng này biết này, thì sao tôi lại không biết? Người ta nói đến tận tai tôi là hai bà đành hanh, vô duyên, lúc nào cũng cho mình là nhất đấy. Tôi thấy hành động hôm đấy của hai bà có khác gì mấy bà hôm nay chen hàng mua áo đâu. Chắc là lúc đấy bọn tôi cuống quá nên... Đấy, tôi nói thế để cho hai bà biết. Hai bà nhiều lúc cũng vô duyên, đành hanh lắm. Đặc biệt là cái tính luôn cho mình là nhất ấy, lúc nào cũng phải bắt đàn ông nhường nhịn. Các bà phải hiểu, đàn ông đàn bà khi sinh ra đã có những đặc tính riêng, và ai cũng cần được đối xử bình đẳng. Phụ nữ các bà sinh đẻ vất vả, còn đàn ông chúng tôi cũng nhiều gánh nặng cơm áo gạo tiền, chứ chúng tôi có phải cỏ rác đâu. Mà các bà suốt ngày quát mắng chồng, nhưng lại hay ca thán là chồng không nói lời yêu thương. Nhiều lúc các bà cũng nên nhìn lại chính mình đi. Tôi hiểu rồi. Tôi xin rút kinh nghiệm. Tôi cũng thế. Tôi sẽ sửa đổi. Thằng bé Hồng Xiêm bảy kế này thật là đỉnh cao. Vằn nó soạn cho ta cũng rất là sâu sắc. Hai bà kia ngượng chín cả mặt rồi. Đúng thế.